xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Loha Pet Shop. Hôm nay mình làm video để trả lời cho câu hỏi chó phóc sóc có rụng lông hay không. À, tất cả những dòng chó lông thẳng hoặc là lông ngắn nha các bạn đều có rụng lông hết. Đó, ví dụ như dòng Alaska nè, Husky nè, Sam nè, rồi phóc sóc, những dòng chó lông thẳng và những dòng chó giống như là lông ngắn. Các bạn đừng có nghĩ là lông ngắn không rụng lông nha. Lông ngắn vẫn có rụng lông. Điển hình như là chó sệ nè. Đó, bạn nào nuôi chó sệ thì sẽ biết lông nó rụng dữ lắm luôn. Chó gì nữa ta? Corgi á các bạn. Rụng lông là rất là nhiều. Để hạn chế lông của các bé rụng trong nhà thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cây lược ha. Đó, chải lông các bé cho mình để lấy đi những cái lông măng, lông rụng của bé. Đó, đây là những lông mà của bé rụng đi nè. Đó, các bạn rút miếng lông này ra và bỏ vào thùng rác. Việc chải lông cho bé hàng ngày thường xuyên sẽ giúp ích cho các bạn mà giảm lượng lông rụng của bé trong nhà ha. Hoặc là khi ẵm các bé để giảm bị dính lông lên quần áo.